trời cao đêm nay, màn tình tố lấp lánh, chưa dám cho đôi mình nguyện thề bên nhau mãi không xa lìa. Rồi ngày tháng trôi qua và anh cũng nhận ra em đã thấy quá nhiều, từ bỏ mẹ cha, quên đi ân sinh thành. Anh tin rằng một ngày em sẽ hiểu những trái tim hy sinh rất nhiều. Mong hàng ngày nhìn em hạnh phúc, họ quên đi cả những nỗi niềm riêng. Người yêu ơi, xin em nhớ cho, chỉ mẹ cha mới yêu con hết mình. Hãy ngồi lại sẽ chia với nhau niềm hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới ghé nhà bác chơi nghe. Chào bác. Phải, đưa Quỳnh trong nhà đi con. Dạ. Đi con. Bác qua chị ơi. Dạ vậy con. Chị Hai, nói quên mà yên bình ở trong lành nha chị ha. Cứ mỗi lần về đây Hà là trong lòng vui lắm luôn á. Thiệt chứ, về đây không khí ít dễ sợ luôn á. Không lẽ cứ đi về quê hoài chứ. Thôi, có gì đâu. Mai mốt chị Hai Hà lấy chồng ở đây, sanh con đẻ cái ở đây là được ở đây hoài hoài luôn. Sao được, công việc của chị á là phải làm ở Sài Gòn. Đúng rồi ha, chị Hai làm bên báo chí mà phải ở Sài Gòn chứ. Em thương chị Hai lắm á, nếu mà em không thương chị Hai ha là em nói với bà ép chị lấy anh Tú con để vào cho coi. Biết không hả? Anh mê chị lắm luôn á. Không, chị đổi da gà hết trơn luôn nè. Em đổi da gà nữa. Mà chị muốn nghe à, không đóng hay quá vậy, lần nào chị em mình về ông cũng biết trơn à. Hay thiệt á, làm như có cái trong sao? Cái trong chắc là em á. Ôi vậy nè, nghe nó phải tay trong đâu. Nhiều khi á mẹ con chị mới vào á ăn ngủ ở nhà mình chờ chị em về á canh me. Ê mà biết nè, nên là chị mình về á không biết gì con không biết. Trời ơi, nhìn thấy mình hết hồn luôn á. Đúng rồi đó chị, chị em mình sẽ làm cho ba má mẹ thật là bất ngờ luôn. Chị đi nhanh chị đi chậm quá. Sao em nhìn chị nãy giờ mới đi chậm? Quá em chậm đúng không? Bây giờ em chạy mất tức luôn rồi chị con. Sao về không nói trước để má làm đồ ăn? Về có mà ăn. Con tính làm cho má bất ngờ. Với lại về gặp má là no rồi, ăn gì nữa. Ủa, ba đâu má? Ba con đi làm chứ ở đâu. Mà giờ này chưa có về, cũng sắp về rồi đó. Má, sao mà ốm quá vậy nè? Hả? Má bình thường mà, tao có ốm gì đâu. Thôi, xách đồ vô nhà rồi nói chuyện, sao đứng ở đây hoài vậy? Trời ơi, gặp má vui quá nên con quên luôn. Đem xách cho. Cái thằng này khéo nịnh nè. Thôi hai đứa vô nhà, má bằng gà nấu cháo cho ăn ha. Ủa? Dạ. Tiệt con mèo. Nấu cháo gà chứ không phải con cú với con mèo. Bằng hai con đó ăn tội chết. Con quỷ. Má con nói là má nấu ngon á. Đi con. Đi má. Dạ. Con mời ba mẹ với anh hai xuống ăn cơm. Ừ con. À, giỏi quá.
Dạ con cảm ơn bác. À Quỳnh con cứ ăn tự nhiên nha, đừng mắc cỡ nha. Dạ con cảm ơn bác. Con mời hai bác và mời cả nhà. Dạ con mời cha mẹ cả nhà. Với lại lúc này ba má con khỏe không? Dạ ba má con khỏe lắm. Ba má con cũng thường hay hỏi thăm hai bác và cả gia đình mình đó. Thiệt là quý hết biết. Quỳnh nè, sao lâu quá không thấy bà qua nhà tôi chơi? Nè, con nói chuyện ý tứ một chút nha. Quỳnh á, sau này cũng là chị dâu con á, không có nói chuyện vậy được. Ba, tại con quen rồi, ai biểu á, nó là bạn con chi? Dạ không sao đâu bác, tại tụi con cũng quen rồi mà. Mà nè, hai đứa mau làm đám cưới sớm đi, để bác còn có cháu ẩm bồng chứ, hai đứa cứ kéo dài hoài à. Dạ thưa ba mẹ, con có chuyện muốn thưa ba mẹ. Ừ, anh hai. Anh đừng nói là anh đòi làm đám cưới chị Quỳnh liền nha. Cũng xin phép ba mẹ là cho con du học bên Mỹ. Cái gì? Con đã tốt nghiệp kinh tế xuất sắc ở Việt Nam rồi, tại sao không vô công ty của nhà mình mà làm mà đòi đi du học? Ba đã dành cho con một vị trí rất là quan trọng, không cần phải đi học ở nước ngoài. Dạ con biết, nhưng mà con đã nói với ba từ lâu rồi, con là người thích tự lập. Con không muốn người ta nói con là phút bóng một người cha làm giám đốc xong rồi xin vào công ty làm. Làm như vậy á sẽ lời ra tiếng vào lắm. Nhưng đó là quyền lợi của con, bởi vì họ không sinh ra trong một gia đình có sẵn mọi thứ. Và con sanh ra thì con đã có tất cả những điều đó. Nếu là những người khác thì họ cũng làm vậy thôi. Nhưng mà con muốn đi học để con học hỏi thêm nhiều thứ nữa, để con hoàn thiện con hơn nữa. Khi nào mà con cảm thấy là con đầy đủ kiến thức rồi đó thì con sẽ nộp đơn vào công ty như tất cả người bình thường khác. Chứ con không muốn người ta nói con là cậy vào quyền gia đình. Không nói nhiều. Ông à, tôi thấy thằng Khải nó... Bà im đi. Dạ thưa bác, xin phép bác cho con được có ý kiến. Thật ra là anh Khải đi du học là đi cùng với con, vì sắp tới con cũng đi du học nữa. Mà con nghĩ là anh Khải sang đó du học sẽ thu thập thêm được nhiều kiến thức, và sau đó về làm công ty mình cũng chưa muộn. Con mong bác là suy nghĩ lại để cho anh Khải sang đó du học với con. Ông à, tôi thấy Quỳnh nói cũng đúng đó. Cứ cho nó đi du học đi, nó đi du học rồi nó về, chứ có đi luôn đâu. Ba cho anh hai đi đi, chứ Quỳnh ở bển á, anh hai ở đây có ngày ba mất con dâu như chơi á. Con thấy chị Quỳnh nói đúng á. Bây giờ ba cứ bắt anh hai vô công ty, trong khi anh hai đâu có thích đâu. Như vậy lại càng không tốt. Tất cả nhà này đoàn kết quá ha. Ba, thì ba đồng ý đúng không? Con xin phép ba mẹ cho con đi một chuyến về quê trước khi sang Mỹ. Con muốn đi về quê để có một số hình ảnh quê hương đất nước chứ không sang đó. Muốn làm gì thì làm, mà nói được á thì phải làm được á. Ba nói vậy thôi chứ ba đồng ý á, nhờ Quỳnh lên tiếng chứ không là thua luôn rồi. Nè con nè. Dạ. Có thiếu gì cảnh đẹp con có thể đi lại Nha Trang hay là Đà Lạt cũng được, thậm chí đi nước ngoài, sao lại phải về quê? Dạ thưa mẹ, tại vì con có hàng bạn dưới quê, với lại ở chỗ đó yên tĩnh lắm, con người chất phác mà hiền lành dễ thương nữa. Ý con nói người thành thị khó ưa chứ gì? Mẹ, ý con không phải như vậy. Em đi cùng với anh nha. Chắc là không được rồi anh, tại vì sắp tới em đi xin với ba mẹ, với lại chuẩn bị đi du học nên em cũng không thể từ chối được. Chứ không em cũng muốn đi với anh lắm, tiếc quá à. Thôi cứ để cho nó đi xin với ba mẹ đi, chỉ có vài ngày thôi mà, con cứ đi Singapore với ba mẹ con đi. Nhưng mà tiếc lắm bác ơi. Thôi đi, em lớn rồi biết chuyện gì quan trọng hơn mà, làm như con nít vậy. Tại đi chung với anh vui hơn chứ bộ. Thôi ha, anh không muốn mang tiếng là ba mẹ em la anh là em bất hiếu nha. Anh này xong rồi nè má. Đây đây đó. Sơn mẹ lên, bước chân lên đi. Ủa, mà sao giờ này ba chưa về nữa vậy má? Ba sắp về đó, mình cứ dọn sẵn đi, chờ ba về luôn. Cháo đây, cháo nóng của má đây. Má nấu cháo, chị hai làm gỏi nó, ôi tuyệt cứu mèo. Ta nói rồi, không phải con cứu con mèo. À, mà quên, con nói là khen ngon đúng không? Dạ đúng rồi. Ba về. Ba. Ba được con. Dạ. Ba. Ba bà trong ba. Cái thằng
không có mệt, đi về thấy mấy con là vui rồi. Nhưng mà con bụng kia đó là ba mệt lại á. Ba, ba đi rửa mặt đi rồi xuống ăn cháo luôn. À, chưa. Hả? Bây giờ chị vào trong á, chị làm nước mắm đem ra đây, sẵn lấy mấy cái chén luôn. Ủa sao em không làm được, sao phải kêu chị? Ý, nhưng mà em đâu làm nước mắm ngon bằng chị được. Thì tự làm đi, tập làm cho quen. Bây giờ sao? Bếp trưởng nói bếp phó không nghe đúng không? Đuổi gì? Làm sợ quá trời, sợ quá. Thiệt tình. Hai đứa nó như hai đứa con nít vậy, lúc nào cũng ôm sòm trời đất à. Con nít có sao đâu, miễn hai chị em nó yêu thương hòa thuận và vui rồi. Thôi qua ngồi luôn đi ông. Ừ. Bà sao vậy? Bà vậy? Bà thấy trong người sao? Tôi thấy bệnh tình bà càng ngày càng nặng nghe. Hay là bây giờ đi vô bệnh viện coi bác sĩ nói sao nghe. Tôi không có sao đâu. Tiền còn phải lo cho nhiều thứ nữa. Đi bệnh viện nó tốn kém lắm. Tốn kém cái gì? Miễn vô trong đó người ta chữa hết bệnh là được rồi. Thôi được rồi, để tôi đi báo cho ông Thủy với thằng Sơn nó biết luôn. Nè, cái ông gì? Ông nói cho tụi nó biết làm gì. Bệnh già thì trở trời nó sụt sịch thôi. Báo nó biết ảnh hưởng tới chuyện học hành của nó rồi sao. Thì thôi bà đi vô nghỉ đi. Đi. Nghĩ sao được mà nghỉ. Tôi mà vô nghỉ là tụi nó nghi ngờ sao. Để tôi ngồi đây tôi ăn với tụi nó cho vui. Thôi, xong rồi đây. Công nhận chị hai làm đúng. Thôi, thơm, ông ngồi xuống thơm. Đây đi nha. Thiệt tình á, thì cũng bắt ai làm cho bằng được á. Em làm hoài mà cũng ngon giống chị đâu. Thôi mình ăn đi cho nóng nha ba. Thôi ngon quá à. Ở Sài Gòn hả, con nhớ cái món cháo của má lắm luôn á. Chị hai nè. Đây. Anh chị tao ơi, có nhà không vậy? Trời đất ơi, nghe quá trời mà sao hai lên tiếng hết trơn chị nè. Nhà gì đâu mà chơi giống như nhà của anh chứ. Ủa, còn cả đám lên tiếng mà sao hai trả lời chứ. Dạ, chơi gì vậy? Dạ, chơi gì? Sao về Bảy hay ghê á. Biết chị con về á, trước sau gì về Bảy cũng mò qua đây được. Gì mò vậy? Nói chuyện nào ăn nghe chứ. Ăn gì vậy? À, gia đình đang chuẩn bị ăn cháo gà. Sẵn chị Bảy với lại cháu Tú tới chơi. Mời chị Bảy cháu Tú ngồi ăn chung đi cho nó vui. Ôi trời ơi, tưởng cao lương mỹ vị. Ăn cháo gà mà không mời. Ba thứ này bên nhà tôi thiếu gì, ai mà thèm ăn. Hôm nay tôi qua đây để nói chuyện của thằng Tú với con Thủy. Dạ, dạ đúng rồi bác Tư, chuyện của con Thủy. Tụi mình yêu nhau mà, tụi con yêu nhau lâu rồi bác. Cái gì vậy, tôi với anh yêu nhau nào? Có mà, trước chưa quen thì bây giờ quen, mình yêu từ từ mấy hồi ha. Đi cái xe em, cho anh nhờ xíu. Thủy. Anh làm gì vậy? Thủy. Trời ơi, anh muốn anh làm gì vậy? Dạ. Con đừng có làm quá con. Người ta tưởng mình cần. Má ơi, không biết làm sao. Mà 2 năm nay rồi, thằng con của tôi nó giống như bị bùa mê thuốc lú gì đó. Trời, nó ngày đêm thương nhớ con Thủy vậy đó. Nên là con gái ở cái xóm này nè, đẹp biết là bao nhiêu. Trời ơi, nhiều đứa tên ấy nó đẹp gấp vạn ngàn lần hơn con Thủy á. Vậy mà nó không có chịu chứ. Một hai nó cứ bắt tôi qua đây á là hỏi anh chị đi gả cưới con Thủy cho nó không vậy đó. Dạ dì ơi, con còn đi học cho nên là cái... Thôi dẹp đi. Con gái học chi cho nhiều, phải không anh chị? Trời, nhà của cô nè, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Tên ấy của ăn không có hết. Cần gì đi học, con chỉ còn học đếm thôi, học đếm tiền thôi là đủ rồi, khỏi đi học. Con mày đặt trả treo với tôi là còn đi học nữa chứ. Được thằng Tú con tôi chiếu cố á là mừng đi. Mày đặt trả lời này trả lời nọ nào là phải lo ăn học. Chà, má. Dì Bảy, con có ý kiến về nha dì. Ý kiến gì nữa mày? Dạ, nói chung quy cho cùng á là chị hai của con vẫn chưa muốn lấy chồng đó. Mà chị hai con có lấy chồng á thì chị hai con sẽ lấy những người mà chị hai con yêu, chứ đâu phải giàu cái là lấy đâu. Trời, thời buổi này mà yêu đương gì con ơi, cứ chọn giàu mà nhào vô. Yêu đương gì, yêu đương mà nghèo làm gì ăn. Đúng rồi. Dạ
Dì Bảy bữa nay qua chơi á, sẵn bữa thì ăn luôn. Còn nếu mà dì Bảy cứ nói đi nói lại cái vấn đề đó hoài á, thì con mời dì Bảy với lại anh Tú về giùm cho. Chứ để cháu nhà con ăn nguội mất ngon. Dạ Sơn, không có được hổ với dì Bảy. Anh Tú đi xuống đi, chị của tôi không có thương yêu gì anh đâu, anh mà cứ sắp sắp chị tung đi ra đi. Anh xuống đi. Em kỳ quá, đi chuyện của anh mà. Em muốn cháu cho tôi. Chào Tú. Má để con mà. Trời ơi, cháu già quá mà làm gì con hầu hạ dữ vậy con. Má nè, đi, đi về, để cho người ta ăn. Má thôi nha, cha đừng có tự nhiên nghe chưa. Tôi nói rồi á, suy nghĩ cho kỹ đi. À, có gì thì điện thoại cho tôi. Chứ tôi không có rảnh đâu mà tôi qua đây hoài vậy đó. Về, má. về con về. Đi về. Má. Về nhà con ăn yến, còn má ăn sâm. Đi đi con, mới đưa mà. Đi về, đi. Thiệt tình, cháu đang ngon. Tự nhiên dì Bảy qua đây làm chi không biết. Làm hết ngon cả nhà ăn đi. Ma Thủy nè, con lớn rồi, học xong á cũng lo lấy chồng, lo tương lai đi chứ. Lấy được chỗ giàu có thì cũng đỡ tấm thân. Má ơi, má không thấy hả? Hai mẹ con gì vậy? Không biết giàu có bao nhiêu mà con thấy khinh ngưỡng chết luôn, không coi ra gì á. Chị Hai nói đúng không má? Biết giàu bao nhiêu mà làm thấy ghét thiệt. Mà cái anh Tú đó đó, má cũng biết mà. Chịu học hành gì đâu, tối ngày ăn chơi lưu lỏng, của cải nhiều á cũng không có đủ đâu. Ảnh không phải là đối tượng của con. Chồng của con sau này á phải là người có tri thức, tử tế. Nhưng mà thôi chị, nó còn xa lắm má ơi. Thôi mình ăn cháo đi nè Sơn, cho ba đi. Thôi ăn đi. Thiệt á, mất ngon luôn á. Mất ngon hả? Thôi vậy thôi đừng ăn, để chị ăn cho. Ơi đâu có được. Trời ơi, nói vậy thôi chứ ngu gì cũng ăn. Cháo ngon thì chết luôn. Tính không ăn giảm hết luôn á. Ăn đi ba. Dạ, nè ba. Ăn đi ba. Cái đồ của em. Mấy đứa ăn đi. Đồ của em nè. Mẹ, con về quê chơi nha. Ừ, con. Con đi thì đi, nhưng không được đi một mình. Ủa, không đi một mình đi với ai ba? Thì con đi với bác Sơn tài xế và một vệ sĩ. Ba, con đi chơi mà tự nhiên giờ thêm vệ sĩ tài xế chi ba? Con nghe lời ba nói đi. Con đi một mình, con là đại thiếu gia phải có người bảo vệ. Rồi còn chuyện ăn uống, bệnh hoạn nữa. Ê, thôi không được đâu. Ấy con kia bà Lý người làm đi cùng con đi. Trời ơi, mẹ ơi, bây giờ con đi chơi chứ không phải là đi giao dịch hay làm việc. Tự nhiên giờ thêm người này người kia. Chi vậy mẹ? Nếu nói vậy á, thì bà đi chung với nó luôn đi. Đâu có được, tôi còn nhiều chuyện lắm, tôi đâu có rảnh đâu mà đi với nó. Không có nói nhiều. Một á là đi với bác Sơn tài xế và vệ sĩ. Còn hai, không đi đâu hết. Trời làm ơn đi. Bác Sơn, anh vệ sĩ, rất cảm ơn hai người đi theo bảo vệ cho tôi. Nhưng mà thực ra tôi chỉ muốn đi du lịch một mình cho thoải mái thôi. Không được đâu cậu chủ. Ông chủ sẽ là tụi tôi chết. Tụi tôi không dám làm trái lệnh ông chủ đâu. À, bác Sơn ơi, dạ. Bác Sơn tấp vào đây cho cháu mua đồ xíu. Dạ dạ. Bây giờ không có ông chủ đây đúng không? Vậy tôi là cái gì? Cậu chủ. Cậu chủ. Đúng rồi. Là cậu chủ thì phải nghe lời cậu chủ chứ. Giả sử hai người bị đuổi việc á thì cậu chủ sẽ năn nỉ. Đây. Bây giờ như thế này. Đây. Đây. Bây giờ cầm tiền, hai người đi đâu thì đi, đi du lịch cũng được ha. Mà đặc biệt là đừng có tới chỗ gần ba tôi, nghe chưa? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết á. Tôi muốn đi du lịch một mình. Hai người có cầm tiền này, đi đâu thì đi. Khi nào tôi xong rồi á, tôi sẽ gọi hai người đến đón. Không ai biết hết. Coi như đôi bên cùng có lợi, được chưa? Nha, bây giờ tôi sẽ đón xe về quê. Không được đi theo. Nha.
Dí cái gì? Dí cái gì mà dí? Xe mới còn ai đền? Thôi, cứ nghe theo lời cậu chủ đi. Đi về. Bữa nay bán được ghê á ha. Ừ, người ta thấy con đi bán á, ai cũng hỏi á, bộ con nghỉ học rồi hả? Dạ, bà con quê mình nó vui tính ghê. Ừ. Má, con bó này á, lát nữa con nấu cơm chiều luôn nha. Ừ. Sao vậy chị? Hả? Không biết nữa, tự nhiên cháu đang đi á, má cháu không có xỉu hả? Không có sao đâu. Thôi, tự công nghĩ đi má. Em đỡ má nằm đi. Dạ, nhiều dạ. Chị lấy khăn. Má nằm xuống nghỉ đi má. Để con vô lấy nước cho má nha má. Sao rồi má? Không sao đâu. Mày mốt mà má mệt á, má nói cho con biết. Con đi bán mệt được rồi, má không phải đi. Ba em tưởng sao sớm? Nãy em đóng mấy gia đình đó chị. Lỡ tay vô tay, không sao đâu. Trời, lỡ tay, để máu gì mà không sao. Trời, con không sao. Lấy thằng này băng cho. Uống nước rồi má. Đi ra. Uống miếng nước cho nó mát nghe. Qua đây nè, hai băng trên này lẹ lên. Dạ. Trời ơi, múc làm gì cẩn thận chút xíu. À, nén chút đi, hai băng cho. Ủa tay Sơn bị sao vậy? Dạ, ba. Dạ, tay con bị chạy xíu rồi ba. Không sao đâu ba. Còn má con nữa, má con bị sao vậy? Dạ, con không biết nữa. Tự nhiên má đi bán với con, cứ má choáng quá xỉu à. Choáng choáng cái gì? Má con bị. Má con bị sao ba? Bị gì ba? Chóng. Má đi nắng cả ngày. Má mệt chút xíu thôi, má ngồi nghỉ rồi má khỏe liền. Má con lớn tuổi rồi, bệnh già đó mà. Để ba ra sau bếp ba coi cơm nước làm sao nghe. Ừ, ông ra ông lo cơm nước đi ông. Má nằm nghỉ đi má. Không sao đâu con. Bà Linh, bà làm gì đây vậy? Tôi nhớ thằng Vui quá. Bà đi theo tôi. Trước sau giờ á thì như vậy đi. Sao tự nhiên mà xuất hiện làm gì?
hay á, vì muốn giữ thể diện cho ông nên tôi đã thà theo lời sắp đặt của ông. Nhưng ông cũng phải hiểu, không có người mẹ nào muốn từ bỏ con mình hết đâu. Tôi không thể xa nó được nữa. Tôi phải đứng ở xa xa ngắm nhìn mỗi lần nó đi học, lặng lẽ đứng sau lưng nó, muốn yêu thương, muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho nó, nhưng mà không có được. Vậy mà muốn sao đây? Bà làm như vậy á, bà không sợ người ta biết tôi với bà sao? Ông còn hỏi tôi muốn sao nữa không? Nếu ông là tôi, thì ông có hỏi câu đó hay không? Tôi muốn được gần con tôi muốn được lo lắng cho nó, được chăm sóc nó, được nói với nó rằng mẹ yêu con nhiều lắm. Bà không được những cái đó, nhưng mà bù lại á thì... Bù lại là ông cho tôi một số tiền để tôi sống hết quãng đời còn lại dưới quê phải không? Tôi không cần. Ý tôi không phải như vậy. Ý tôi muốn nói là bây giờ thằng Khôi á, nó vẫn được thanh xuân mặt sướng, nó vẫn được ở trong một gia đình êm ấm. Nếu như mọi chuyện đổ bể ra thì bà nhà có thể... Không sợ là gia đình không đổ vỡ phải không? Không phải chuyện đó. Bà nghĩ coi, thằng Khôi nó biết á thì nó sẽ sốc, rồi nó sẽ làm chuyện nhạy dọn. Lúc đó đó, bà không được ở gần nó, mà có khi để mất luôn nó đó. Không ạ, tôi không thể xa nó được nữa. Cả đời tôi chưa xin ông điều gì hết á, nhưng mà lần này á, tôi xin ông đó. Ông cho tôi được chăm sóc nó đi, được lo lắng cho nó đi. Mà vô đi, có gì đâu mà sợ. Ủa, ai vậy? Dạ chào bà chủ. À, đây là bà Linh, sẽ thay cho bà Lý giúp việc nhà mình đó. Vậy bà Lý đâu? Chị cứ cầm số tiền này. Số tiền không lớn, nhưng mà đủ để cho chị mở một cái tiệm tạp hóa, lo cho gia đình. Chị không cần làm ở đây nữa đâu ha. Ông chủ ơi, sao mà nhiều tiền quá vậy ông chủ? Dạ, tôi cảm ơn ông chủ. Vậy còn bà chủ thì sao hả ông chủ? Chị yên tâm đi, tôi sẽ nói lại với vợ tôi nha. Dạ, cảm ơn ông chủ. Bà Lý bà xin nghỉ việc rồi. Ở dưới nhà bà có người bị bệnh, cho nên từ đợt sắp tới bà không làm việc cho nhà mình nữa. Sao ông thay người làm mới mà không nói tôi một tiếng nào vậy? Thì cái chuyện này tôi thấy cũng nhỏ thôi, cho nên là tôi không có nói. Mẹ gì đó. Con mẹ. Đây là anh Khôi, con trai tôi. Còn anh của nó tên là Khải và một đứa tên Khanh nữa. Từ ra sắp tới thì bà cứ việc nghe lời của vợ tôi để làm việc nha. Khôi, đây là dì Linh phụ việc nhà mình đó. Dạ con chào dì. Bà Linh, bà sao vậy? Dạ, tại tôi thấy cậu Khôi giống con của tôi. Thôi được rồi, xách đồ xuống dưới đây đi. Phòng bà Lý ở dưới đó, rồi đến đây làm việc. Có gì thắc mắc á thì hỏi tôi nha. Dạ. Con, hồi nãy con muốn nói mẹ cái gì hả? Dạ. Sao? Thì có gì đâu mẹ. Tôi hỏi ai? Chú Trực, Phong Cảnh,
Anh chụp cái gì vậy hả? Anh chụp hình khùng đó không? Rõ ràng anh chụp hình tôi, anh còn chối nữa hả? Tôi chụp phong cảnh mà. Đi ra. Thấy chưa? Tôi trần trần trong hình vậy nè. Vậy mà anh nói là anh chụp phong cảnh. Thì tôi chụp phong cảnh lỡ dính hình cô vô có sao đâu. Anh xóa liền cho tôi đi. Thì tôi về nhà tôi xóa. Phong cảnh đang đẹp mà, dính hình cô vô thì có đẹp hơn đâu. Ý anh chê tôi xấu quá hả? Tôi không có chê cô xấu. Ý tôi nói là có hình cô vô thì phong cảnh cũng đâu có đẹp hơn đâu. Không có nói nhiều nữa, anh xóa liền giùm tôi đi. Anh xóa đi. Mấy anh của tôi mà. Nhưng mà có hình của tôi chồng. Tôi về nhà tôi xóa. Tôi nói anh xóa liền cho tôi. Tôi không thích, anh xóa ngay trước mặt tôi đi. Lỡ anh cầm cái máy về anh mở hình ra, anh thấy hình tôi đẹp quá, anh không xóa rồi sao? Ở đây thấy không đẹp rồi, về nhà không đâu thấy đẹp hơn đâu. Về nhà xóa có gì đâu, cũng vậy thôi. Nhưng tôi không biết, tôi muốn là anh xóa liền cho tôi đi. Tôi với anh không có quen biết gì hết đó. Tự nhiên cái anh chụp hình tôi, rồi xong hả? Anh về nha, anh ghép tầm bậy tầm bạ vô, cái anh khoe mọi người tôi là bạn gái của anh, rồi mọi người nhìn tôi làm sao hả? Cái gì? Tự nhiên cái về nhà ghép hình cô làm bạn gái. Trời mắc cười quá, ghép hình cô làm cái gì? Nếu tôi muốn ghép hình á, tôi ghép hàng trăm cô gái đẹp ngoài đường kìa. Ghép hình hoa hậu kìa, ghép hình cô làm chi? Ai biết anh. Tôi không nói nhiều nữa, anh xóa liền cho tôi đi. Cô mắc cười quá, máy này máy của tôi mà. Đi mà. Anh đưa lại cho tôi đi. Tôi chưa thấy ai kỳ như cô á. Tôi cũng chưa thấy ai kỳ như anh á. Anh đưa cho tôi thì đâu có rớt đâu. Kỳ cục. Rồi xong xóa đi. Nó về nhà xóa rồi. Anh không kì. Trả lại đây. Nè. Trả lại đây không. Bây giờ anh muốn gì hả? Anh xóa không? Anh không xóa nó qua cái này xuống này liền luôn á. Khoan. Bây giờ cô đưa máy đây, tôi sẽ xóa hình cho. Anh sao tôi tin anh được? Thì bây giờ cô đưa máy đây mới xóa hình được chứ đúng không? Anh đứng liền đó. Đưa máy đi tôi xóa hình. Anh chắc anh xóa nha. Anh tưởng nó tôi quăng xuống thiệt luôn á. Chắc. Cô ơi, đừng bị gì nhá. Cô ơi, sao không cô? Cô ơi. Không có hy vọng làm sao cứu nè. Như mà ba nói, nằm để thời thọ bất thân. Bây giờ
Cô kia. Cái gì nữa? Cô hút rồi hả? Cô hút nhân tạo hả? Trời ơi, sao tự nhiên hút tôi vậy? Nè, tôi cứu anh á, đâu nhất thiết phải hô hấp nhân tạo tôi mới cứu được. Tôi chỉ cần đạp vô ngực anh hai cái à, anh tự phun nước ra tỉnh lại đó. Đúng là sao đổi. Thôi nha, tạm biệt, không còn gặp lại. À, sư tử Hà Đông. Cái gì? Anh mới gọi ai là sư tử Hà Đông vậy? À, thì tôi nói cho dù cô hô hấp nhân tạo hay là đạp tôi hay là cô hôn tôi gì cũng được. Tôi muốn một ngày nào đó tôi đền đáp lại cho cô. Anh muốn đền đáp người khác á, tôi nói cho anh nghe nè. Thứ nhất, anh đừng bao giờ gọi phụ nữ là sư tử Hà Đông. Thứ hai, anh lo một bơi đi, để mà tự cứu mình, đừng làm phiền người khác nữa. Xui xẻo. Sao chổi. Sư tử Hà Đông. Sao dì Linh vô phòng con mà không gõ cửa? À, tại vì tôi thấy cửa không có đóng. Tôi đem bánh canh giò heo lên cho cậu nè. Cái món mà cậu thích nhất đó. Cảm ơn dì Linh. Mà sao dì mới vô làm mà biết là con thích món này? À, ông chủ nói cho tôi biết. Ba con. Ba con cho dì biết hả? À, đúng rồi. Chứ tôi mới vô làm thì làm sao mà tôi biết được. Thôi, cậu ăn đi cho nóng. Dạ, cảm ơn dì. À, ăn xong á, rồi cậu uống sữa nha. Tôi xuống dưới bếp á, tôi làm công việc tiếp. Còn gì nữa không dì? À, tôi muốn nói là ở dưới bếp á, bánh canh còn nhiều lắm. Khi nào mà cậu muốn ăn thêm á, cậu nói thì tôi đem lên cho nha. Con biết rồi, khi nào con ăn tự lấy, dì nghỉ ngơi đi. Ơi, trời đất ơi, chị bị sao vậy nè? Không có chuyện gì hả chị? À, hôm nay trời đâu có mưa đâu, sao người ngợm chị ướt mem hết trơn rồi kìa. Không có mưa, mà xui xẻo, ngay sau chổi nó quét đó chị. Sao chổi lần sau hả chị? Trời ơi, chị gặp mấy thằng điên. Vậy là thằng điên nó xô chị xuống sông hả? Không, nó mới xô, chị tự té. Em nhớ sớm mình đâu có thằng nào điên đâu. Thằng điên này mới xuất hiện hả chị? Chắc chả mới tới. Mà hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy? Lo cái này vô giùm chị đi. Vô thay đồ cũng kẹp hết nè. Thôi vô thay đồ đi, coi chừng bệnh á. Sao chổi quét đâu không quét? Quét ngay sau sẹt. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lắm. Lờ hứa rồi. Ê. Đi đâu về? Mày nói mày xách máy đi chụp hình phong cảnh mà. Sao bình mẩy mày ướt như chuột lột vậy? Thì tao chụp hình thấy nóng quá tao tắm xong luôn. À, nóng quá tắm xạo. Mặt mày có biết bơi đâu mày rồi tắm xong. Có gì giấu tao đúng không? Thì tao đang chụp hình vậy nè, tự nhiên cái chụp dính sư tử Hà Đông, cái đòi lấy máy tao xóa hình.
tao đâu chịu đâu. Xong rồi cái giật qua giật lại, giật qua giật lại, cái té xuống sông, cái tao chạy xuống nó cứu. Xong rồi vậy đó. Ủa, sư tử Hà Đông là con mắm nào? Chèn ơi, cái xứ này là xứ của tao nha. Cái con mắm nào mà láo vậy? Mày nói tên đi, tao lấy lại công bằng cho mày. Nói chung á là một cô gái, nhan sắc thì không có phải là đẹp lắm, nhưng mà rất là hung dữ. Vậy mày cứu nó làm chi trời? Mày để nó chìm luôn đi, thế gian này bớt một hiểm họa, mày biết không? Mày làm cho tao muốn lắm vậy á. Thì cô ta té xuống sông, thì tao nhảy xuống cứu. Xong rồi cô ta cứu lại. Nói chung là cứu qua cứu lại. Mày hỏi nhiều quá đi. Gặp sư tử Hà Đông không chết, mày gặp mày hỏi hoài mới chết á. Ủa Khải, con mới về hả? Mà sao ướt mềm hết trơn vậy? Dạ. Sư tử Hà Đông là ai vậy con? Dạ chắc là mấy cô gái ở trong làng này nè. Dữ lắm. Con gái vùng này đâu có ai mà dữ dằn đâu con. Dân quê hiền lành chất phác, mà hiếu khách lắm à con. Dạ vậy chắc là cô gái vùng khác đến rồi. Thôi bây giờ con đi vô thay đồ tắm rửa để em thôi cảm lạnh nè. Dạ dạ. Để giờ để má vô nấu cơm cho hai đứa ăn nha. Đây hả? Dạ. Đây đưa máy tao. Đưa máy tao mượn rồi. Tao ra tao tập tành tao chụp đi, mốt tao chụp hình cho mày. Vô thay đồ lẹ đi. Biết chụp không đó con? Hên làm xui. Hư máy của nó bây giờ. Hên xui. Tao bác không ăn nhiều vào nha. Cho ba nè. Ba đi. Ba con á, mà để cho ba gặp. Nó dẻo lắm. Ba mà không gặp là ba không chịu ăn đâu. Sao ông này nói chuyện kỳ cục quá, ông sợ hai đứa nó cười mình nè. Con có đâu có cười đâu má. Nè má đi. Tự nhiên quá. Dễ thương gì đâu má. Minh. Dạ. Chị nào con rảnh á, con dắt Khải đi tắt kìa, câu cá hay là ăn mấy món đặc sản miền quê mình đi. Thấy không? Chứ để mai mốt nó qua Mỹ rồi, nó không được ăn mấy món cái này á là thiệt là uổng á nha. Phải không ông? Đúng rồi, mày thấy không? Hồi ông có mày ở đây á, ba má tao thương tao biết bao nhiêu. Tự nhiên có mày về đây cái mày gom hết thương của ba má tao à. Làm tao giờ thì bị ra đi rồi nè, tao muốn chịu á. Nè ăn đi cái đùi gà nè. Cảm ơn nha. Cái ganh tị quá ông ơi. Mà nói vậy thôi chứ hồi đó con vẫn đi ăn thịt cày. Thôi con nặng nó đi. Mà má ơi, con đi Mỹ á, vừa học thôi chứ mở luôn đâu. Có cho ăn tiền con không ở lại đâu. Thích quê hương của mình nè. Ừ, vậy là tốt quá con. Người dân quê hương của mình nó hiền lành nè, chất phác nè, hiếu khách nè. Giống như ba má vậy đó. Là con vui rồi. Đúng rồi. Bà nói vậy nha. Con cứ coi á, đây là nhà của con. Dạ. Từng nào rảnh á, cứ về chơi. Dạ. Con vợ con dắt về đây để cho ba má biết bà con dâu rồi đó chứ. Ba, bà nói bà thương nó mà bà ấy thì bà để nó ăn thôi chứ. Bà nó có quậy nó ăn vậy. Thôi con ăn đi. Được. À, dạ. Ăn đi để nó thức dạ. Ăn nguội hết. Dạ, dạ, dạ. Cậu Khôi. Ủa gì Linh? Cậu uống nước đi, tôi định đem lên lầu cho cậu đó. Dạ thôi, à, có gì con khác con sẽ tự lấy. Cảm ơn gì. Con chào ba mẹ. Ủa, sao không ở trong phòng học bài xuống đây chi vậy con? Dạ. Sao, có chuyện gì muốn nói hả? Lại làm chuyện sai trái trong trường à, đúng không? Ba này, sao lúc nào ba cũng nghĩ là con làm chuyện gì sai hết trơn vậy? Thì hết trốn học đi hát rồi quên làm bài tập về nhà. Nghe riết rồi ba cũng quen. Thôi ba đừng nói mấy chuyện đó nữa. Bữa nay con có chuyện quan trọng hơn muốn kể cho ba mẹ nghe. Chuyện gì? Nói cho ba mẹ nghe đi. Dạ con muốn học thêm âm nhạc. Ừ. Ba mẹ cho con học nha. Cái gì? Con mở ra được cho ba. Cho ba con nói cho tụi nó biết. Cho đôi mình nguyện về bên nhau, mãi không xa lìa. Rồi ngày tháng trôi qua, từ từ anh không nhận ra em đã thay quá nhiều. Từ bỏ mẹ cha, quên đi ơn sinh thành. Chết rồi, anh biết đi. Chết rồi, gặp nữa rồi. Trời ơi, trời ơi, bà Linh, bà giết tôi đi, bà Linh. Tôi đã nói với bà rồi, đây là bức tượng kỷ niệm, bức tượng quý của tôi. Tại sao mình lại nói vậy? Mẹ ơi, dạ, tôi xin lỗi. Mong hằng ngày đẹp hay xuống. Sao chổi cũng biết là bên hùng đó ha. Tôi tưởng đâu á, sao chổi đi tới đâu á hả? Là tan nhà nát cửa tới đó chứ. Nè. Cái gì mà sao chổi này sao chổi nọ? Nếu tôi á, biết cô miệng cướp á, tôi cũng vậy. Công ty của mình á, đang rất cần nhân sự. Con lấy cái gì đi Mỹ để xin khác đi. Bây giờ chị ơi, lo cũng công ty nè. Bà, bây giờ bà ép con gì cũng được, nhưng mà nói chuyện mời về làm công ty á, không bị cho bà ép được con.
Sao con cái đuổi tôi làm ăn với cậu hoài vậy? Tôi đã nói là tôi không có làm mà. Thì tôi muốn giúp đỡ chú thôi. Chẳng qua chú thấy không, thím bị bệnh nằm ở đây, chú không có tiền lo viện phí, chú cảm thấy ái náy không?